giải thể một công ty, nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ ra sao? Thị trường chứng khoán vừa tiếp tục có một phiên giao dịch ảm đạm, nhờ nỗ lực nhóm cổ phiếu Blue Chips mới giúp VN Index thu hẹp đà giảm. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN Index giảm 2,9 điểm, 0,3% xuống 951,13 điểm. HNX Index giảm 1,06% xuống 101,8 điểm và UPCOM Index giảm 0,07% xuống 55,29 điểm giá trị khớp lệch ba sàn ở mức trung bình với 3.300 tỷ đồng. Khối ngoại bán dòng gần 25 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó lực bán tập trung vào SGN 55,5 tỷ đồng, HPG 39 tỷ đồng, VIC 37 tỷ đồng, MSN 13,3 tỷ đồng, một số blue chip BVH, FPT, MSN, VNM, VCB, BID giữ được sắc xanh giúp thị trường thu hẹp đa giảm và mốc 950 điểm vẫn được giữ an toàn. Ở chiều ngược lại, GAS, HPG, HVN, VRE, PNG, VHM, MWG là những cổ phiếu giảm sâu, ảnh hưởng xấu tới thị trường nhất phiên hôm nay. Nhóm cổ phiếu họ FLC đều bị bán mạnh, thậm chí ART, AMD, HAI, KLF còn đóng cửa giảm sàn trắng bên mua. Các cổ phiếu có tính thị trường cao như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, xây dựng phần lớn đều giảm điểm. Nhóm dầu khí giao dịch khá tốt với PVS, PVD, PVC, PXS, đóng cửa trong sắc xanh, dù đà tăng không quá mạnh. Trong phiên giao dịch này, VIC gây chú ý khi có phiên giao dịch rằng co khá mạnh, sắc đỏ phủ toàn bộ phiên sáng. Có những thời điểm VIC bay mất 1.000 đồng, chỉ đến cuối phiên thì VIC bất ngờ được kéo về tham chiếu, khiến VN Index thu hẹp đà giảm và giữ được mốc 950 điểm, chốt phiên VIC bảo toàn được mức 115.800 đồng trên một cổ phiếu có lẽ việc VinGroup liên tục thu hẹp kinh doanh khiến tâm lý nhà đầu tư đang có phần giao động. Được biết, CTCP Tập đoàn VinGroup chính thức công bố rút lui khỏi mạng bán lẻ trực tuyến để tập trung nguồn lực cho công nghiệp, công nghệ. Trong đó, trang thương mại điện tử A đây rồi sẽ sáp nhập vào VinID. Toàn bộ hệ thống siêu thị điện máy VinPro sẽ giải thể. Thời hạn hoàn tất là hết tháng 12 năm 2019. Thông cáo phát đi cho biết đây là bước tiếp theo trong lộ trình tái cơ cấu của tập đoàn nhằm tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực ưu tiên cốt lõi là công nghiệp và công nghệ. Sau khi tiến hành hoán đổi cổ phần hệ thống siêu thị và cửa hàng Vinmart và Vinmart cộng cho đối tác, Vingroup cho biết quá trình tái cơ cấu bao gồm sáp nhập và giải thể các công ty trong mảng bán lẻ sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của đối tác và khách hàng các cán bộ nhân viên có năng lực, phù hợp và có nhu cầu cũng sẽ được giữ lại để chuyển sang làm việc tại các công ty thành viên khác trong tập đoàn. Tất cả các nhân viên Vinpro sẽ được nhận lương tháng 13 thưởng Tết và phân thưởng thêm từ tập đoàn nhằm tri ân những đóng góp trong thời gian qua.